Nhớ cái CEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Củi Ca. Hôm nay mình các bạn cùng khám phá một ấn phẩm tiếp theo kỷ niệm 30 năm của Conan nhé các bạn. Và mình không biết tên ấn phẩm này gọi là gì đâu. Chúng ta sẽ có hai phần, một cái hộp màu xanh phía ngoài nha và một cái phần phía trong màu bạc nha. Đây khá là xịn sò nha. Bên trong sẽ có một chàng giấy nến màu xanh. Ở đây đây là một số hình ảnh khác nữa các bạn. Ở đây chúng ta sẽ tổng hợp một số hình ảnh in màu khá đẹp nha, hình ảnh thực tế và hình ảnh tranh vẽ luôn. Đây rất là nhiều hình ảnh luôn. Rồi đây là một số hình ảnh ngày hỏi ban sơ của Conan nữa các bạn. Rồi đây là một số hình ảnh cosplay lại của các tác giả của những bộ truyện khác gửi tặng đến tác giả Gosu các bạn nhé các bạn. Và kỷ niệm 30 năm, một trong những kỷ niệm khá hoành tráng của Conan. Mới đây Conan cũng 30 tuổi rồi mà vẫn học lớp 1 nhé các bạn. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua cái quyển này tạm gọi là art book nha các bạn. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn các bạn những video lần sau.